Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến với thị trường 24 giờ. Hôm nay ngày 24 tháng 6 2024, cập nhật tin tức và giá lúa gạo mới nhất gửi đến quý vị. Nghiên cứu thị trường, phân tích các nhu cầu, hiểu rõ nhu cầu của thị trường về các loại gạo khác nhau như gạo trắng, gạo nếp, gạo lứt và gạo hữu cơ. Theo dõi giá cả, liên tục cập nhật thông tin về giá cả thị trường trong nước và quốc tế để điều chỉnh giá có chiến lược kinh doanh phù hợp. Phát triển bền vững, canh tác bền vững, áp dụng các phương pháp canh tác bền vững để bảo vệ môi trường và đảm bảo sự phát triển lâu dài. Trách nhiệm xã hội, tham gia các hoạt động cộng đồng và phát triển nông thôn. Quảng bá và tiếp thị, thương hiệu, xây dựng và phát triển thương hiệu gạo của bạn để tạo sự nhận diện trên thị trường. Marketing số, sử dụng các kênh marketing số như là mạng xã hội, website, email marketing và để tiếp cận được khách hàng tiềm năng. Tuân thủ quy định, chứng nhận chất lượng, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm có chứng nhận cần thiết. Chính sách pháp lý, tuân thủ các quy định về pháp lý về sản xuất, chế biến và kinh doanh lúa gạo. Ứng dụng công nghệ sau thu hoạch, sử dụng các công nghệ hiện đại như thu hoạch, sấy khô và bảo quản lúa gạo để giảm thiểu tổn thất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Quản lý chuỗi cung ứng, áp dụng các công cụ quản lý chuỗi cung ứng để tối ưu hóa quá trình vận chuyển và phân phối. Xây dựng mối quan hệ bền chặt với nông dân, hỗ trợ họ trong việc áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến và cung cấp các dịch vụ tài chính, vật tư nông nghiệp, quan hệ khách hàng. Phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng bằng cách cung cấp các sản phẩm chất lượng và dịch vụ hậu mãi tốt. Đánh giá điều kiện địa phương, xem xét điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và hệ thống tưới tiêu của vùng trồng để chọn giống lúa phù hợp. Khả năng chống chịu sâu bệnh, chọn giống lúa có khả năng chống chịu tốt với các loại sâu bệnh phổ biến tại địa phương. Thời gian sinh trưởng ngắn, ưu tiên các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn để dễ dàng quản lý mùa vụ và giảm thiểu rủi ro từ thiên tai. Thử nghiệm thực tế, trồng thử một số giống trên diện tích nhỏ để đánh giá hiệu quả trước khi mở rộng quy mô. Tư vấn từ chuyên gia, nhờ sự tư vấn của các chuyên gia nông nghiệp hoặc các trung tâm nghiên cứu cây trồng để có sự lựa chọn tốt nhất. Tình hình xuất khẩu gạo trên thế giới năm 2024 cho thấy nhiều biến động đáng chú ý. Tổng sản lượng gạo toàn cầu dự kiến sẽ đạt 52,2 triệu tấn, gần như không thay đổi so với năm 2023, nhưng vẫn thấp hơn 223.000 tấn so với dự báo ban đầu. Nhập khẩu gạo, Philippines được dự báo sẽ tiếp tục nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới trong năm 2024. Với tình hình giá gạo nội địa tăng cao và nhu cầu nhập khẩu gạo tăng để đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong nước. Thái Lan và Việt Nam vẫn duy trì vị thế là nước xuất khẩu lớn, lần lượt đứng thứ 2 và thứ 3. Với sản lượng xuất khẩu đáng kể, Thái Lan xuất khẩu khoảng 8,2 triệu tấn, trong khi Việt Nam đạt khoảng là 7 triệu tấn. Trung Quốc và Nigeria cũng là những thị trường nhập khẩu quan trọng cho nhu cầu lương thực trong nước và sự phụ thuộc vào nhập khẩu để đảm bảo an ninh lương thực. Xuất khẩu gạo, Ấn Độ tiếp tục là nước xuất khẩu lớn nhất thế giới với khối lượng xuất khẩu ước tính là 16,5 triệu tấn. Tuy nhiên, các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Ấn Độ bắt đầu từ tháng 7 2023 đã gây ra sự tăng giá gạo trên toàn cầu, làm thay đổi các dòng thương mại. Tình hình xuất khẩu gạo toàn cầu năm 2024 phản ánh rõ sự biến động của thị trường do các yếu tố chính trị, kinh tế và biến đổi khí hậu. Điều này đòi hỏi các quốc gia, nhà sản xuất phải có chiến lược linh hoạt và hiệu quả để thích ứng với những thay đổi không ngừng này. Nông dân trồng lúa phải đối mặt với những khó khăn và thách thức trong quá trình sản xuất và kinh doanh. Biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt, hạn hán thường xuyên xảy ra, gây ra thiệt hại lớn về mùa màng và cơ sở hạ tầng nông nghiệp. Những biến động thời tiết khó lường làm giảm năng suất và chất lượng lúa gạo. Nhiệt độ và khí hậu, sự thay đổi nhiệt độ và điều kiện khí hậu không ổn định làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Chi phí sản xuất cao, giá phân bón và thuốc trừ sâu, chi phí phân bón, thuốc trừ sâu và các vật tư nông nghiệp ngày càng tăng khi giá thành lúa lại không ổn định. Chi phí lao động nông thôn ngày càng khan hiếm và đòi hỏi ở mức lương cao hơn, làm tăng chi phí sản xuất. Giá bán thấp và không ổn định, thị trường biến động, giá gạo thường xuyên biến động do các yếu tố thị trường toàn cầu, làm cho nông dân khó dự đoán và lên kế hoạch kinh doanh hiệu quả. Thương lái ép giá, nông dân thường xuyên bị các thương lái ép giá khi bán lúa, dẫn đến thu nhập không đủ bù đắp cho chi phí sản xuất. Những khó khăn này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của nông dân mà còn tác động đến an ninh lương thực và phát triển kinh tế của quốc gia. Các giải pháp như cải thiện chính sách hỗ trợ, áp dụng các công nghệ mới và nâng cao kiến thức cho nông dân là cần thiết để giúp họ vượt qua những thách thức này.
Sâu bệnh và dịch bệnh, các loại sâu bệnh như rầy nâu, sâu cuốn lá và các bệnh vàng lùn thường xuyên tấn công các loại cây lúa, gây giảm năng suất nghiêm trọng. Các dịch bệnh lúa như là bệnh đậu ôn, bệnh khô vàng và bệnh vàng lá cũng là một trong những thử thách lớn của người nông dân. Thiếu tiếp cận với công nghệ và kiến thức. Công nghệ thấp, sự hạn chế trong việc áp dụng các công nghệ hiện đại vào sản xuất làm giảm hiệu quả canh tác và năng suất. Thiếu kiến thức. Nông dân thiếu kiến thức về quản lý sâu bệnh, canh tác bền vững và kỹ thuật hiện đại. Kinh doanh lúa gạo đòi hỏi hiểu biết sâu rộng về cả sản xuất nông nghiệp và thị trường. Chính sách giá cả và thanh toán, chiến lược giá, thiết lập chiến lược giá hợp lý, cạnh tranh nhưng đảm bảo được lợi nhuận. Điều khoản thanh toán, đưa ra các điều khoản thanh toán linh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng và nông dân. Chọn giống lúa chất lượng, chọn giống lúa cao sản, chọn giống lúa có năng suất cao, chất lượng tốt và khả năng chống chịu sâu bệnh. Đa dạng hóa sản phẩm, cung cấp nhiều loại gạo khác nhau để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Mời quý vị đi vào chi tiết giá lúa gạo mới nhất. Giá lúa hôm nay: lúa Bắc Thơm 7.300 đồng đến 7.500 đồng trên 1 kg. Lúa BC15 7.400 đồng đến 7.600 đồng trên 1 kg. Lúa Củ Long 7.400 đồng đến 7.600 đồng trên 1 kg. Lúa Đài Thơm 8 7.700 đồng đến 8.000 đồng trên 1 kg. Lúa DS1 7.500 đồng đến 7.700 đồng trên 1 kg. Lúa Hương Châu 6 7.400 đồng đến 7.600 đồng trên 1 kg. Lúa IR504 7.400 đồng đến 7.500 đồng trên 1 kg. Lúa IR50404 7.400 đồng đến 7.600 đồng trên 1 kg. Lúa IR64400 7.600 đồng đến 7.700 đồng trên 1 kg. Lúa Chabonica 7.400 đồng đến 7.600 đồng trên 1 kg. Lúa Jasmine 7.400 đồng đến 7.500 đồng trên 1 kg. Lại Thơm 6 7.600 đồng đến 7.700 đồng trên 1 kg. Lúa Nhật 7.800 đồng đến 8.000 đồng trên 1 kg. Nàng Hoa Chính 7.700 đồng đến 8.000 đồng trên 1 kg. Nếp Long An khô 9.800 đồng đến 10.000 đồng trên 1 kg. Nếp tươi 7.600 đồng đến 7.800 đồng trên 1 kg. OC10 7.500 đồng đến 7.700 đồng trên 1 kg. OM1352 8.100 đồng đến 8.300 đồng trên 1 kg. OM18 7.700 đồng đến 8.900 đồng trên 1 kg. OM34 7.400 đồng đến 7.500 đồng trên 1 kg. OM380 7.300 đồng đến 7.600 đồng trên 1 kg. OM4900 7.500 đồng đến 7.600 đồng trên 1 kg. OM5166 7.400 đồng đến 7.600 đồng trên 1 kg. OM5451 7.800 đồng đến 7.900 đồng trên 1 kg. OM8017 7.500 đồng đến 7.600 đồng trên 1 kg. OM9582 7.600 đồng đến 7.800 đồng trên 1 kg. RVT 7.300 đồng đến 7.500 đồng trên 1 kg. ST21 7.900 đồng đến 8.000 đồng trên 1 kg. ST24 8.100 đồng đến 8.300 đồng trên 1 kg. ST25 8.300 đồng đến 8.600 đồng trên 1 kg. Tài Nguyên 7.400 đồng đến 7.600 đồng trên 1 kg. Thiên Yêu 7.500 đồng đến 7.600 đồng trên 1 kg. VD20 7.500 đồng đến 7.600 đồng trên 1 kg. VNR20 7.500 đồng đến 7.600 đồng trên 1 kg. OM7347 7.500 đồng đến 7.800 đồng trên 1 kg. Bắc Thơm 7 7.500 đồng đến 7.700 đồng trên 1 kg. Thiên Ưu 8 7.500 đồng đến 7.800 đồng trên 1 kg. Giá gạo hôm nay: gạo Đài Loan 21.000 đồng trên 1 kg. Gạo 504 17.000 đồng trên 1 kg. Gạo 64 Thơm Dứa 18.000 đồng trên 1 kg.
Gạo Đài Thơm 8 23.000 đồng trên 1kg. Gạo Hạt Ngọc Trời 41.000 đồng trên 1kg. Gạo Jasmine Thái 35.000 đồng trên 1kg. Gạo Hương Lài 19.000 đồng trên 1kg. Gạo Lứt Huyết Rồng 25.000 đồng trên 1kg. Gạo Nàng Hoa Sữa 23.000 đồng trên 1kg. Gạo Nàng Hương 28.000 đồng trên 1kg. Gạo Nhật Japonica 25.000 đồng trên 1kg. Gạo Sari 16.000 đồng trên 1kg. Gạo ST25 33.000 đồng trên 1kg. Gạo ST24 32.000 đồng trên 1kg. Gạo ST21 28.000 đồng trên 1kg. Gạo Tài Nguyên 18.000 đồng trên 1kg. Gạo Tắm Summer 21.000 đồng trên 1kg. Gạo Tắm Thơm 23.000 đồng trên 1kg. Gạo Thơm Chợ Đào 23.000 đồng trên 1kg. Gạo Thơm Lài Gò Công 21.000 đồng trên 1kg. Gạo Thơm Lài Miên 28.000 đồng trên 1kg. Gạo Tứ Quý 28.000 đồng trên 1kg. Cảm ơn quý vị đã xem. Giá gạo tại địa phương quý vị là bao nhiêu? Hãy cập nhật cho Thị Trường 24 giờ biết nhé.